Xin chào mọi người ha. Thì mọi người thường sử dụng Zalo để trao đổi công việc đúng không? Thì mọi người có biết rằng là trên Zalo nó có chức năng là gửi tin nhắn nhanh không ha? Nếu mà bạn biết chức năng này thì giúp ích cho bạn rất là nhiều trong trường hợp các bạn có thể là phải trả lời nhiều cái nội dung tin nhắn và phải nhắn đi nhắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần đó. Thì cái chức năng tin nhắn nhanh này sẽ giúp cho các bạn có thể nhắn nhanh hơn ha, đến nhiều người dùng hơn thay vì cái nội dung cứ lặp đi lặp lại mà chúng ta phải viết lại ha. Thì mọi người cùng trải nghiệm thử ha. Để sử dụng chức năng tin nhắn nhanh thì đầu tiên bạn chọn một cái người bạn để chúng ta trao đổi ha, hoặc là trả lời nội dung nào đó ha. Sau đó mình bấm chỗ tin nhắn này, bấm vào chỗ dấu ba chấm này. Sau mình chọn là tin nhắn nhanh ở đây. Đó. Ở đây thì mặc định thì nó chỉ có chỗ sẹt xin chào thôi. Là cảm ơn bạn đã nhắn tin mình có thể giúp gì cho bạn ạ. Thì mặc định có một cái vậy thôi. Thì mình có tạo thêm một cái là nhắn lại ha. Thì mình ghi nội dung như vậy. Thì mục đích mình làm như vậy để mình nhắn hơn, tại vì nhiều bạn thì hay nhắn cho mình nhưng mà cứ hỏi thầy ơi thì mình sẽ trả lời một cách như thế này để trả lời nhanh hơn, thay vì các bạn mình cứ phải nhắn lại như vậy cho nhiều lần thì mất công. Thì đây trường hợp mình tạo một cái nội dung như vậy, nhưng mà đối với các bạn nào mà nhắn nhiều các bạn thì tạo ra một cái mới ha, thêm một cái nội dung mới ở đây đó, test ví dụ chẳng hạn đó. Ở đây là cái nội dung mà mình ghi vắn tắt ha, sau đây là test tin nhắn nhanh chẳng hạn. Bạn nào đã dùng autocorrect trong Word rồi á, thì bạn sẽ thấy chức năng là nó giống như vậy ha. Đó, giả dụ như vậy mình nhấn lưu này. Đó. Đó, sau đó mình bấm ra ngoài ha. Sau khi mà muốn trả lời thì mình chỉ cần bấm chọn cái tin nhắn nhanh này ha, để tự nó điền cho mình nội dung như vậy ha, xong mình bấm gửi đi là xong. Đó, thì cũng rất là tiện lợi ha, bấm lại, chọn tin nhắn nhanh lại. Sau đó mình chọn cái tin nhắn nhanh khác. Đó. Mình có thể tạo mới ở đây. Đó, tạo mới ở đây. Rồi cũng có thể sửa. Đó, sửa hoặc xóa. Thì các bạn có thể trải nghiệm thử như vậy ha. Đó thì mình thấy cũng khá là thú vị ha. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở một clip khác ha.